Em thấy cái sản phẩm mới này á thì nó cũng rất dễ sử dụng, Dạ. nên khuyên mọi người á, nếu ai có lỡ xài Amly thường á nên chuyển qua Amly số, Dạ. thấy nó rất hiện đại mà âm thanh nó hay, sạch sẽ nữa. Dạ vâng ạ. Trường Thành Audio, uy tín hàng đầu, âm thanh tuyệt hảo. Xin chào toàn thể quý vị và các bạn thân yêu. Và nếu mà quý vị và các bạn đang còn những cái sự băn khoăn, lo lắng về những cái sản phẩm mới ra đầu năm 2023 của chúng ta thì hãy quan tâm và hãy theo dõi hết cái clip lắp đặt thực tế của chúng ta trong cái clip ngày hôm nay. Và hiện tại thì Quang Tùng đang có mặt tại gia đình nhà anh Sang ở Củ Chi, Hồ Chí Minh nha quý vị và các bạn. Và trong cái cấu hình này của chúng ta thì sẽ giải đáp tất cả những cái thắc mắc liệu sản phẩm mới có hay hay không và có chất lượng hay không. Chúng ta hãy cùng theo dõi Quang Tùng đi lắp đặt ngày hôm nay của chúng ta. Nếu mà quý vị và các bạn đang là fan của sản phẩm âm ly số đến từ thương hiệu Vatasa BLA600 thì ngay bây giờ chúng ta sẽ có một sản phẩm mới nâng cấp thay thế hoàn toàn những cái thiết bị BLA600, đó chính là BLA600 lưu, với một cái dòng sản phẩm mà được quý vị và các bạn đã rất là quan tâm và sử dụng rồi thì dòng sản phẩm này chắc chắn sẽ thu hút quý vị và các bạn rất nhiều. Và bên cạnh đó thì chúng ta có một cặp loa đến từ thương hiệu Paramax. Nếu quý vị và các bạn yêu quý thương hiệu đến từ Việt Nam thì đừng bỏ lỡ clip này nha. Và chúng ta sẽ có một cặp loa Paramax D88 Luxury. Và với hai cái thiết bị thì rất là mới rồi, đầu năm mới ra, thì liệu rằng chất âm và cảm nhận ra sao thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đi lắp đặt thực tế và cảm nhận chất âm của bộ dàn này nha. Trước tiên nha quý vị và bạn, để trang bị tất cả cho quý vị và các bạn thì trước tiên chúng ta muốn tìm kiếm và muốn mua một sản phẩm thì đầu tiên chúng ta phải quan trọng đó chính là sản phẩm của chúng ta có chính hãng hay không nha quý vị và các bạn. Và đến với Trường Thành Audio thì quý vị và bạn thể hoàn toàn yên tâm, tin tưởng 100% tất cả những sản phẩm của Trường Thành Audio đều là chính hãng 100%. Và chế độ hậu mãi của Trường Thành Audio thì sẽ là một đổi một trong vòng 30 ngày nếu mà sản phẩm bị lỗi. Và quý vị hoàn toàn thể yên tâm nha, Trường Thành Audio sẽ gửi tất cả chi phí vận chuyển chiều đi và chiều về cho quý vị và các bạn khi mà sản phẩm của chúng ta chẳng may bị lỗi. Và với những cái dòng sản phẩm như của Paramax này thì được sản xuất tại Việt Nam, và Vatasa BLA600 lưu thì của công ty quốc tế TTP nhập khẩu, thì quý vị và các bạn có thể hoàn toàn yên tâm để tránh trường hợp mua phải hàng giả hàng nhái. Sau Quang Tùng là cái không gian lắp đặt của gia đình nhà anh Sang nha quý vị và các bạn. Và đội ngũ của Trường Thành Audio đã lắp đặt và hoàn chỉnh xong cái cấu hình cho gia đình nhà anh Sang rồi. Và quý vị có thể cảm nhận thấy đúng không ạ, với không gian và cấu hình của gia đình nhà anh Sang thì rơi vào tầm khoảng 25 đến 30 m² nha. Và trong cái combo vừa nghe nhạc vừa hát karaoke vô cùng tuyệt vời của gia đình nhà anh Sang có những sản phẩm gì thì bây giờ Quang Tùng sẽ đi vào chi tiết từng sản phẩm một cho quý vị và các bạn. Và quý vị và các bạn có thể nhìn thấy đúng không ạ, chúng ta có một cặp loa màu rất là nổi bật nha. Đây là model Paramax D88 Luxury. Đây là một cái sản phẩm mới của Paramax, mới sản xuất ra vào năm 2023. Quý vị có thể nhìn thấy đúng không ạ? Và Quang Tùng thể gọi là cặp loa này đó chính là cặp loa phong thủy nha quý vị và các bạn. Với phiên bản của D88 Luxury thì chúng ta có 7 màu cho quý vị và các bạn thể lựa chọn, rất là phong thủy. Nếu mà quý vị và các bạn mệnh kim, mệnh thủy thì có thể lựa chọn được rất nhiều màu nha. Và chúng ta sẽ tìm hiểu chuyên sâu hơn về cặp loa D88 Luxury này. Đối với quý vị và các bạn thì cũng đã trải nghiệm những cái cặp loa đến từ dòng D88 Limited rồi thì chắc chắn rồi, một cái model mới thay đổi hoàn toàn diện mạo mới thì chắc chắn sẽ không làm quý vị và các bạn thất vọng đâu. Và chúng ta vẫn được trang bị sở hữu hai bên hông đó, chúng ta sẽ được trang bị một cặp loa bát 30 nha quý vị và các bạn, được sử dụng bát 12 inch đó. Và bên trên và trước mặt của cặp loa của chúng ta để Quang Tùng sẽ tháo cho quý vị và các bạn nha. Trong bên trên của chúng ta thì chúng ta vẫn được trang bị hai loa mid đó, hai loa chung và một loa chép. Với cặp loa D88 Luxury này thì tất cả những thiết bị được vẫn được nhập khẩu từ Đan Mạch nha quý vị và các bạn, chắc chắn rồi. Và driver của cái mẫu loa D88 Luxury ấy được cải tiến và nâng cấp lên rất nhiều, nghe rất là hay, rất là phê nha quý vị và các bạn. Và để mở cặp loa của chúng ta thì cho ra công suất là 120W ở trở kháng là 8 ohm nha. 120W khi chúng ta chơi ở chế độ RMS. Và để mà khai thác được hết cái cặp loa rất tuyệt vời của chúng ta, một cặp loa rất nhiều phong thủy, thì trong cái cấu hình của Trường Thành Audio cũng phối ghép cho gia đình nhà anh Sang thì với một thiết bị thì vô cùng là mới nha, siêu hot. Đối với những ai đã là fan hâm mộ đến từ thương hiệu Vatasa thì quý vị chắc chắn đúng không ạ, không còn xa lạ gì với model Vatasa BLA600. Nhưng đây chúng ta sẽ có một sản phẩm mới nha,
âm ly số. Đó, quý vị có thể gọi là cục đẩy liền vang cũng được. Với sản phẩm của chúng ta thì là thiết bị Vatasa BLA600 lưu, một sản phẩm mới nhất đến từ thương hiệu Vatasa. Và Quang Tùng có thể nhận định tới đó thì mẫu Vatasa BLA600 lưu này thì được thừa hưởng rất nhiều cái giá trị cốt lõi đến từ thương hiệu Vatasa. Quý vị có thể nhìn thấy này, mẫu mã này chúng ta sẽ được thay đổi hoàn toàn, một mẫu mã thiết kế sang trọng, chuẩn high-end hơn rất là nhiều nha. Bên cạnh đó, với sản phẩm Vatasa BLA600 lưu này thì quý vị có thể nhìn thấy rất nhiều nút tính năng ở đây, đúng không ạ? Chúng ta sẽ có chế độ 1, chế độ 2, chế độ 3, chế độ 4, rất nhiều tính năng KTV này, music này, đó, hoặc xem phim hoặc là meeting, rất nhiều. Và input, tất cả các nút tính năng này chúng ta sẽ thể hiện thấy ở trên một cái màn hình. Và bên cạnh đó nha, một tính năng vô cùng nổi bật đến từ mẫu Vatasa BLA600 lưu này, đó chính là chúng ta có thể thay đổi được các cái giải music này hay là micro. Quý vị có thể ấn vào đây này, đó, cameraman có thể quay sát vào nha. Chúng ta có thể thay đổi được giải bass này, giải mid này và giải chép, đó, của phần music, vô cùng và đơn giản. Đó, Quang Tùng chỉ cần vài thao tác thôi. Đó, với những cái dòng âm ly số của chúng ta thì được trang bị rất nhiều công nghệ. Với âm ly số Vatasa BLA600 này thì chúng ta sẽ có rất nhiều các cái tính năng nổi bật nha quý vị và các bạn, cho ra một cái chất lượng nhạc vô cùng là chi tiết này. Micro thì vô cùng là nhẹ và chống hú rít 100%, reverb và echo thì vô cùng là ngọt ngào nha. Cái thiết bị Vatasa BLA600 này thì ở đằng sau chúng ta cũng sẽ có cổng quang học này, hay là Bluetooth 5.0, rất nhiều các cái công nghệ được tích hợp. Có thể nói là đây là một sản phẩm mà rất xứng đáng để quý vị đầu tư nha. Rất nhiều các tính năng sử dụng vô cùng và dễ dàng, thay đổi giải bass, giải chung, giải chép. Và đi liền với cái mẫu Vatasa BLA600 lưu này thì chúng ta sẽ trang bị hai tay micro vô cùng là cao cấp nha quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thể nhìn thấy đúng không ạ? Đi cùng với nó tay micro rất cao cấp từ đường sơn này, quý vị có thể nhìn thấy này, lớp sơn này của chúng ta thì có thể chống bám vân tay, chống xước và chụp của nó có thể là hoàn toàn nha. Quý vị dùng một thời gian dài, tay micro của chúng ta vẫn vô cùng là mới. Và đi kèm với cái bộ âm ly số của chúng ta thì chúng ta sẽ có một cái điều khiển nha quý vị và các bạn. Quý vị có thể thay đổi này, music này, to nhỏ của music, to nhỏ của tiếng micro, hay thay đổi giải bass, trung chép của phần nhạc, hay là thay đổi giải bass trung chép của phần micro, vô cùng và tiện lợi và dễ dàng. Quý vị có thể cảm nhận thấy đúng không ạ? Với một sản phẩm nâng cấp mới, nếu mà quý vị đã mua rồi và đã sở hữu cho mình với cái dòng Vatasa BLA600 thì với cái dòng Vatasa BLA600 lưu này thì hoàn toàn có thể gọi là thay đổi một cách rất là đặc biệt nha quý vị và các bạn. Nếu mà quý vị và các bạn có sự muốn trải nghiệm thì hãy qua Trường Thành Audio trải nghiệm thực tế cái sản phẩm mới ra đến từ thương hiệu Vatasa này. Và ngay bây giờ thôi thì chúng ta sẽ cùng test thử tiếng music và tiếng micro để cảm nhận chất âm với sự lựa chọn là với một cặp loa D88 Luxury và một chiếc âm ly số vô cùng tuyệt vời của chúng ta. Và vừa rồi thì Quang Tùng cũng đã thử một đoạn music cho quý vị và các bạn cùng cảm nhận rồi. Quý vị và các bạn nhớ đeo tai phone vào để chúng ta có thể cảm nhận chân thực nhất về cái đoạn nhạc mà Quang Tùng vừa test cho quý vị và các bạn nha. Và đừng quên comment ở dưới video về cái cảm nhận của mình. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng test thử tiếng micro với một cái sản phẩm vô cùng mới đến từ thương hiệu Vatasa BLA600 lưu này, xem rằng cái chất lượng micro và cái âm thanh reverb echo xử lý ra sao nha quý vị và các bạn. Alo, 1 1 2 6 6 7. Alo, 1 1 2 6. Alo, 1 1 2 6 7. Alo. Quý vị và các bạn thể cảm nhận thấy đúng không ạ? Quang Tùng đưa micro rất gần thôi, nhưng mà gần như cái hiện tượng hú rít của chúng ta thì không bao giờ có. Và đối với quý vị và các bạn cũng đã gặp rất nhiều cái thắc mắc mà Quang Tùng thấy là nhiều quý vị và các bạn thắc mắc là tại sao mà cái mỗi một gia chủ, mỗi một cái nhu cầu nghe nhạc của quý vị và các bạn đều khác nhau. Khi mà Quang Tùng thử mic thì chắc chắn rồi đúng không ạ? Mỗi một gia chủ của chúng ta sẽ có một cái cảm nhận âm thanh, người thì nhiều reverb, người thì thích rất nhiều echo. Chắc chắn rồi đúng không ạ? Và đây sẽ là một cái cấu hình của ánh sáng lựa chọn nha. Và với cái sản phẩm của chúng ta thì chúng ta có thể lưu được rất nhiều cái cấu hình. Quý vị và các bạn thể thao tác đơn giản thôi thì chúng ta có thể thay đổi cái cấu hình thích nhiều reverb này hoặc thích nhiều echo, vô cùng là tiện lợi và dễ dàng. Có thể nói đây là một sản phẩm mà dễ sử dụng nhất và với rất nhiều công nghệ
hiện tại nhất bây giờ, nếu mà quý vị và các bạn có cơ hội thì hãy sở hữu ngay cho mình một chiếc Vatasa BLA 600 lưu, chắc chắn sẽ khiến quý vị và các bạn hoàn toàn là ưng ý nha. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng phỏng vấn gia chủ của chúng ta, anh Sang, để xem cái cảm nhận về cái chất âm của cái cấu hình ngày hôm nay ra sao nha. Em chào anh Sang ạ. Em chào anh. Và bây giờ thì cũng như thường lệ thôi, thì tất cả những cái đơn hàng mà em Quang Tùng đi lắp đặt này thì cũng sẽ phỏng vấn gia chủ của chúng ta một chút xíu. Thì bây giờ em xin phép là sẽ phỏng vấn anh một chút xíu nha. Thì anh cũng đã nghe thử tiếng nhạc này và test thử mấy bài hát rồi, thì anh có cảm nhận sao về cấu hình lắp đặt cho anh ngày hôm nay không ạ? Chào anh. Mình cũng đã qua showroom test thử một vài sản phẩm. Nhưng mình thấy Baramax á, thương hiệu Việt Nam, nhưng âm thanh nó cũng không thua kém gì là hàng nhập. Dạ vâng ạ. Như lại mấy anh nhân viên ở cửa hàng tư vấn nhiệt tình, dạ, hướng dẫn sử dụng, tư vấn lắp đặt đồ nó cũng nhanh chóng. Chứ mình thấy chất âm nó thì nó cũng rất là hay. Test dạ. Tiếng micro sáng, nhân viên thì đã cài đặt, hướng dẫn sử dụng rõ ràng. Dạ. Và cho em hỏi một xíu nha, là với một cái sản phẩm ấy thì rất nhiều quý vị và các bạn thì đang có những cái sự thắc mắc là dùng những cái sản phẩm như là âm đi số này, hoặc là dùng tất cả những cái hệ mà liên quan đến số đi, thì sẽ thấy là rất dễ khó sử dụng. Thì anh thấy sao với cái mẫu mà Vatasa BLA 600 lưu, là anh có thấy dễ sử dụng không, có đơn giản không, hay là nó vẫn phức tạp ạ? Em thấy cái sản phẩm mới này á thì nó cũng rất dễ sử dụng. Dạ. Nên khuyên mọi người á, nếu ai có lỡ xài amply thường á, nên chuyển qua amply số. Dạ. Thấy nó rất hiện đại mà âm thanh nó hay, sạch sẽ nữa. Dạ vâng ạ. À. Vâng, và thì tất cả nha, thì em cũng xin chúc anh và gia đình thật nhiều sức khỏe và sẽ có một trải nghiệm thật là vui vẻ bên một cái cấu hình mới vô cùng tuyệt vời ngày hôm nay của chúng ta. Dạ, em cảm ơn anh. Chúng ta sẽ vừa mới trải nghiệm thực tế giữa hai cái sản phẩm mới đến từ thương hiệu Vatasa và Baramax. Thì quý vị và các bạn, Quang Tùng thì cũng đã test thử tiếng music này và tiếng micro cho quý vị và các bạn rồi. Quý vị và các bạn nếu mà cần sự hỗ trợ của Trường Thành Audio một cách chuyên sâu nhất thì chúng ta có thể gọi điện thoại đến số hotline của Trường Thành Audio là 0586 79888 và 0817 36 5555 để đội ngũ kỹ thuật của Trường Thành Audio có thể tư vấn cho quý vị và các bạn một cách chuyên sâu nhất. Còn đối với quý vị và các bạn nào đang muốn kiểm tra những cái chương trình khuyến mãi của Trường Thành Audio hoặc cả những cái sản phẩm, cái thông số kỹ thuật thì hãy truy cập đến website của Trường Thành Audio là trườngthanhaudio.com. Trên đó sẽ thể hiện tất cả những cái sản phẩm và những cái thông số kỹ thuật cho quý vị và các bạn. Tạm biệt quý vị và các bạn, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những clip tiếp theo. Trường Thành Audio, uy tín hàng đầu, âm thanh tuyệt hảo.